Gen Z lớn lên với sự phát triển bùng nổ của social media, đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Một thống kê của Google cho thấy có 79% người dùng Internet tại Việt Nam sử dụng mạng xã hội. Các mạng xã hội như Facebook, Twitter, TikTok đang trở thành một xã hội thu nhỏ của Gen Z. Trước nhu cầu giải trí đa dạng của người trẻ, đội ngũ kỹ sư tổng công ty viễn thông Mobifone đã nghiên cứu và phát triển nền tảng giải trí tích hợp Mobion Platform. Đây là một mạng xã hội thu nhỏ với đa dạng nội dung giải trí tích hợp cả âm nhạc, trò chơi, tin tức và nhiều nội dung mới mẻ khác trong cùng một ứng dụng. Trên nền tảng Mobion, người dùng có thể xem live stream, xem video theo yêu cầu với đa dạng các lĩnh vực nội dung đặc sắc như TV show, thế giới phim, điện ảnh, xem MV ca nhạc, xem trực tiếp các môn thể thao, bóng đá và thể thao điện tử eSports, thời trang và du lịch. Tựa như mạng xã hội thu nhỏ, Mobion cho phép người dùng tạo danh sách phát, xem nội dung đang thịnh hành, kết nối với bạn bè qua các bài đăng, bài chia sẻ video. Mobion có hướng đi riêng phù hợp và bền vững với văn hóa người Việt cũng như pháp luật của Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, nội dung Việt Nam tới cộng đồng quốc tế qua không gian mạng. Do vậy, Mobion sẽ không bị hạn chế khi cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ nền tảng, mạng xã hội xuyên biên giới. Một điểm thú vị khác của Mobion chính là định hướng phát triển thành nền tảng giải trí tương tác. Theo đó, người dùng vừa xem, vừa giải trí và có thể cùng tham gia sáng tạo nội dung, chia sẻ, khẳng định cá tính cá nhân và được lan tỏa, chia sẻ lên mạng xã hội. Đại diện Mobifone cũng cho biết, Mobion còn cung cấp tiện ích cá nhân hóa để tăng trải nghiệm người dùng, như tính năng gợi ý nội dung lần đầu đăng nhập, tính năng đề nghị xem tiếp các nội dung đã xem dở trước đó khi đăng nhập trở lại, tính năng điểm thành viên, kết nối dài lâu, đặc biệt là sự tham gia giao lưu tương tác trực tiếp trên dịch vụ của các thần tượng, idol, KOL, streamer livestream trực tiếp trên các dịch vụ. Theo We Are Social, đây là một nền tảng hàng đầu thế giới về thống kê, phân tích số liệu người dùng trên mạng Internet toàn cầu, thì Việt Nam là một trong các quốc gia tiếp tục ghi nhận ấn tượng về tốc độ phát triển và tăng trưởng về người dùng sử dụng các dịch vụ nội dung trên không gian mạng trong các năm tới. Do đó, Mobifone sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển, nâng cấp sản phẩm để gia tăng trải nghiệm người dùng, cũng như hấp dẫn đông đảo người dùng hơn. Về khai mục tiêu, Mobifone sẽ hướng tới các khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là Gen Z. Vươn lên ngang hàng với anh chị cùng nhà để đạt giải thưởng Sao Khuê 2024, xếp hạng 5 sao. Trong thời gian tới, Mobion Platform của Mobifone cũng sẽ phát triển nền tảng giải trí và tương tác thời gian thực real-time, đa nền tảng, mobile, PC, Smart TV.